Xin chào các bạn đã quay trở lại với tìmviec365.vn. Và ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những tính năng vô cùng quan trọng mà tìmviec365.vn đem lại, đó chính là tính năng về mail 365. Như các bạn đã biết thì thư điện tử là một trong những phương tiện quan trọng mà doanh nghiệp gửi tới ứng viên và gửi tới các đối tác của mình. Hiểu được cái vai trò quan trọng này thì tìmviec365.vn đã phát triển hệ thống các mẫu thư mời phỏng vấn, thư mời hội họp, thư từ chối ứng viên cùng rất nhiều những định dạng hoặc thư điện tử khác dành cho nhà tuyển dụng. Đầu tiên, để sử dụng dịch vụ với mail 365, bạn sẽ cần đăng nhập tài khoản. Một lưu ý nhỏ cho bạn đó là chỉ có thể truy cập mail 365 khi sử dụng tài khoản nhà tuyển dụng. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng một tài khoản để đăng ký dưới hai vai trò là ứng viên và nhà tuyển dụng thì hệ thống sẽ tự động ưu tiên tài khoản nhà tuyển dụng trong quá trình đăng nhập. Sau khi đăng nhập thì giao diện mail 365 sẽ xuất hiện với các mẫu mail như thư mời hội họp, thư mời hợp tác, mẫu thư giới thiệu công ty, mẫu thư từ chối ứng viên, mẫu thư trả lời ứng viên đã nộp hồ sơ, mẫu thư mời nhận việc và mẫu thư thông báo trúng tuyển và mẫu thư mời phỏng vấn. Giao diện cơ bản của các định dạng mẫu thư này cũng sẽ xuất hiện. Bạn chọn hiển thị danh mục, sau đó lựa chọn các định dạng mẫu phù hợp cho mình. Bạn có thể nhấn xem trước hoặc tạo mail. Trên màn hình giao diện tạo mail sẽ xuất hiện hai thông tin, hai trường cơ bản mà bạn sẽ phải điền. Đầu tiên là tên công ty và vị trí ứng tuyển. Thứ hai là nội dung email. Đầu tiên là tên công ty và vị trí ứng tuyển. Tên công ty và vị trí ứng tuyển sẽ được nhập tự động theo tài khoản đăng nhập của bạn. Tuy nhiên thì bạn cũng có thể sửa mục này. Tên công ty và vị trí ứng tuyển sẽ không xuất hiện trên thư mà bạn gửi tới người nhận, nhưng nó sẽ xuất hiện trong tiêu đề thư. Vì vậy bạn sẽ không nên bỏ qua phần này. Thứ hai là nội dung của thư. Nội dung của thư sẽ chia làm 3 phần cơ bản là logo, địa chỉ doanh nghiệp và nội dung thư. Đầu tiên là logo, thì một lời khuyên nhỏ cho bạn đó là sử dụng logo công ty để tạo điểm nhấn để ứng viên có thể dễ dàng nhận thấy mình đang nhận mail từ doanh nghiệp nào mà chưa cần đọc đến nội dung bên trong của thư điện tử. Thứ hai là địa chỉ doanh nghiệp. Địa chỉ doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin như địa chỉ hành chính, ví dụ tầng 4 B50 lô 6 khu đô thị Định Công Hoàng Mai Hà Nội. Thứ hai là địa chỉ email của doanh nghiệp, ví dụ như nhân sự công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà a@gmail.com. Thứ ba là số điện thoại, ví dụ như 0825 437 740. Phần thứ hai là nội dung thư. Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trong thư này. Bạn cũng có thể sử dụng lại mẫu thư và chỉ sửa những nội dung thông tin bên trong đó. Thực tế cho thấy rằng nhiều doanh nghiệp thường chủ quan trong việc viết email, thư điện tử. Có thể là do quá trình quản lý tuyển dụng không sát sao. Một số lưu ý cho bạn khi viết các mẫu thư mời phỏng vấn, thư mời hội họp hay thư từ chối ứng viên trên tìmviec365.vn như sau. Đầu tiên là tiêu đề mail. Tiêu đề mail sẽ cần chính xác, đặc biệt là khi bạn sử dụng các tem bổ mail có sẵn. Những trường hợp gửi nhầm hoặc người nhận sai tiêu đề sẽ khiến bạn bị mất điểm trong mắt họ. Đồng thời, tiêu đề mail cũng phải thể hiện rõ ràng ý muốn mời tham gia phỏng vấn hay mời tham gia hội họp hay từ chối. Thứ hai là nội dung mail. Nội dung mail sẽ cần ngắn gọn và rõ ràng. Số lượng chữ chỉ nên dao động từ 200 đến 250 từ. Tối thiểu trong nội dung mail sẽ cần phải có lời cảm ơn, lời chào hoặc nội dung về mục đích việc gửi mail tới người nhận. Thông tin liên lạc và nhắc nhở. Cuối thư sẽ đính kèm các thông tin liên quan đến doanh nghiệp như website, fanpage, số điện thoại để tăng độ tin cậy cũng như nhận diện thương hiệu cho đơn vị. Một số lưu ý khác đó là khi trong quá trình viết mail, bạn sẽ phải sử dụng văn phong nghiêm túc, đúng đắn, tránh sử dụng các biểu tượng cảm xúc, từ lóng hay là viết tắt. Thứ hai là lịch sự, tránh gửi email sau giờ làm việc vào ngày cuối tuần. Nếu bạn và ứng viên hay các đồng nghiệp của mình, các doanh nghiệp đối tác của mình không cùng múi giờ, hãy lựa chọn lúc hai bên cùng làm việc để quá trình trao đổi trở nên thuận tiện hơn. Thứ ba là lịch thiệp, một điều tối kỵ là không nên gửi mail vào tài khoản công ty của ứng viên hay là một số cái tài khoản khác. Thay vào đó, bạn nên gửi mail cá nhân hoặc liên hệ qua Facebook, Zalo. Sau khi gửi thư thì từ 2 đến 6 giờ hãy gọi điện xác nhận xem người nhận mail đã nhận và đã đọc nó hay chưa. Đây cũng là cách để bạn kiểm tra cách ứng xử xã hội của ứng viên hay của đối tác của mình, tạo những ấn tượng và đánh giá đầu tiên. Đối với những vị trí khó tuyển dụng như trưởng phòng marketing, giám đốc sáng tạo hay manager, hay đối với những đối tác doanh nghiệp mình, bạn nên biên tập nội dung chất lượng email. Thay vì gửi hàng loạt email với nội dung chung chung, bạn chỉ cần viết 2 hoặc 3 email dạng cá nhân hóa cho những ứng viên, cho từng doanh nghiệp đối tác cụ thể để thể hiện sự tiềm năng và quan tâm đến họ. Đặc biệt khi sử dụng mẫu mail thông báo trúng tuyển thì không bao giờ được thiếu lời chúc mừng. Điều này nhằm thông báo tới việc ứng viên họ đã vượt qua vòng phỏng vấn và bày tỏ sự ấn tượng của bạn về màn thể hiện của họ trong vòng phỏng vấn trước đó. Nhìn chung, một thư điện tử của bạn sẽ cần đáp ứng các yêu cầu đó là thông tin đầy đủ, thông tin rõ ràng, văn phong và ngôn từ, thông tin doanh nghiệp.
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi thư hay mail đến một hoặc nhiều ứng viên bằng cách truy cập vào mục gửi mail đến ứng viên. Bạn điền họ và tên cộng địa chỉ email, sau đó gửi danh sách hoặc lưu danh sách. Cách thứ hai là đối với trường hợp bạn muốn gửi nhiều ứng viên một lúc, có thể vài chục hoặc vài trăm ứng viên, hãy click vào mục upload file Excel hoặc tải file Excel, sau đó ấn gửi ứng viên hoặc lưu ứng viên cho mình. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết về những tính năng nổi bật của Mail 365. Hy vọng rằng thông qua video ngày hôm nay thì bạn đã hiểu được trọn bộ những tính năng mà Mail 365 đem lại.